Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Dương Con Hương. Như các bạn đã biết thì hôm trước mình đã phá đảo cái game Brentech. Mà thế nào, chắc là game nó thấy mình chơi giỏi quá, nó update thành một phiên bản mới, một phiên bản cao cấp hơn, khó hơn. Chắc là định thách thức mình ấy mà. Nhưng mà không sao, mình nghĩ là với bộ up của mình thì mình có thể vượt qua được. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chơi cho các bạn xem là mình thông minh đến như thế nào nhá. Ok, đấy, hôm trước là chỉ có đến bàn 187, nhưng mà hôm nay đã có một bàn 188 rồi. Mình không biết là nó update thêm bao nhiêu bàn nữa, nhưng mà mình cứ chơi thử xem là nó có khó không nhá. Nào, cún nhà mình bận quá, đem nó đi tắm. Nhìn sơ qua là mình đã biết chơi rồi đấy. Đây, cho chậu nước này, dội vào người nó. Sạch chưa? Sạch rồi. Ô, cái con này, mình thấy là nó chả bẩn cái chỗ nào nữa rồi ấy. À, với kinh nghiệm lâu năm nuôi chó của mình thì mình biết là sau khi tắm thì mình còn phải sấy khô cho cái con này. Ở đây không có máy sấy. Mình sẽ lắc để tạo một cơn gió. Ấy, thấy chưa? Lắc thế là nước nó vẩy hết ra rồi. Mọi người đều cần hơi ấm. Thế nào mấy cái bộ này nó dở hơi? Đêm hôm khuya khoắt dẫn nhau ra một cái cánh đồng hoang đi nằm. Dở hơi thật sự luôn ấy. Ở đây thì có một đám lửa này. À, vậy thì mình đấy, đặt lửa ở giữa cho chúng nó tất cả đều ấm. Mấy cái con này hay là nó, ô, nó không cảm nhận được hơi ấm à? Ấm. Đây ơ, mình đặt ở giữa rồi tại sao mấy con này nó vẫn kêu lạnh nhỉ? Lạnh như thế thì ra đi nằm làm cái gì? À, mình nghĩ là mình sẽ đốt cây. Đốt cây cho tất cả bọn nó đều ấm. Không phải ưa, đốt cây nó cháy cả bọn nó, tôi không được, không được. À, mình đốt cho từng con đi. Cái bảo hộ này được đấy, cho lửa vào không hề cháy người luôn. Thế chỉ có cách là đặt cái đám lửa ở giữa thì tất cả bọn này nó có thể ấm được thôi. Này, mình thấy ở đây là giữa rồi mà nhở. Tại sao bọn nó vẫn chưa ấm? Con này run cầm cập. Nhìn con nào con đấy như mấy con đường rửa với nhau ấy. Trời ơi, hóa ra là phải căn hết sức chính xác các bạn ạ. Lệch một phân thôi là bọn nó cũng không ấm được đâu. Đấy, ngủ ngon nhé, các nhà cắm trại. Cắm trại thì nó phải có cái lều. Bọn này cắm trại mặt trơ ra. Mai đừng hỏi tại sao bị corona nhá. Dưới cây có gì nào? Dưới cây à? Dưới cây có bông hoa, có đám cỏ. Thế dưới cây có gì nhỉ? Không rụng một cái gì xuống. Ít ra cũng có vài cái con sâu chứ ở đây không rụng cái gì luôn. Thế cái cây này thì có cái gì nhỉ? Dưới cây có gì nào? Mình nghĩ là... À! Hóa ra nó ở đây nó đánh lừa. Dưới cây có con mèo. Trời ơi, quá là đơn giản. Nào, chạm các số theo thứ tự. Nhanh lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ui, hàng dưới nó đổi chỗ. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, ui, phải nhanh các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ui, được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ê, khó thật sự là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Không nhanh là không được ạ. Đấy, bây giờ còn có 2 cây. 1, 2, từ 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Ui, cái này là mình mất bao nhiêu công sức. Hú hồn, công nhận hú hồn con tròn luôn. Giải câu đố. À, mới như thế này thì mình đã hiểu. Đây, các bạn để ý nha. Ở đây là có ô 4. Thường thường thì chúng ta sẽ đánh vào cái ô 4 trước đi. Này, chấm tròn ở 4 ô này. Như thế là cái số 4 này đã đủ 4 cái hình tròn. Tiếp theo chúng ta sẽ để ý là cái số 3 này đang thiếu một hình tròn đúng không? Chấm nốt vào cái số 3. Như thế là xong. À, đã có ai chưa hiểu không? Chưa hiểu thì mình cũng bó tay thôi. Bởi vì mình thông minh quá, mình chỉ nói một lần thôi. Này, chúng ta phải ghi bàn. Đây là một sân bóng. Mỗi độ đều cân bằng là 4 thằng. Mình... Đây, cái bọn này mình làm sao để cho ghi bàn nhỉ? Đây, cho bóng thằng này này. Thằng này mà đỡ
thì nó sẽ sút cho thằng này, sút cho thằng này xong lại sút cho thằng này. Đấy, như thế thì sẽ ghi được bàn đúng không nhỉ? Ok, nào sút bắt đầu. Ô, sai rồi, ngấn vào đây mà. Ơ, sao thằng này nó cứ nhận nhỉ? Một thằng bắt đầu. Ơ, mình có muốn sút cho cái thằng này đâu, cái thằng này buồn cười nhỉ. Ra cho chị chơi. Thế làm sao nhỉ, sút cho thằng này xong rồi sút cho thằng này. Một phát này. Đấy. Ơ, khó nhỉ. Chết rồi. Cái bóng đá này không phải là. Đây, bắt ơ. À, mình phải xoay đầu nó. Đấy, này, bắt cho thằng này này. Đấy, thôi, không phải đâu. À đây, mình phải sửa hết lại mặt của bọn này. Đây, nhận thằng này, xong thằng này nhận nữa là ok đấy. Đùa. Đúng không nhỉ? Nào, thằng này quay mặt vào đây không? Có muốn thắng không? Đấy, rồi. Nhận này, sút cho thằng này này. Sút cho thằng này này. Thằng này nhá. À, thằng này phải quay đầu đi. Thằng này phải quay đi đâu? Bắt đầu này. 2 này. 3 này. Chết rồi, cái bàn này khó quá. Muốn thằng này ăn hay là đây, thử hết đi. 2 này, 3 này. Cứ đến bước này là mình bị chết rồi. Bắt đầu lại. Này này. Ô! Yeah! Mình ghi được bàn rồi, hóa ra là đầu thằng này phải hướng vào đây. Các bạn thông cảm nhé, bởi vì mình không biết chơi bóng đá chứ không phải là mình kém đâu. Dạy mèo bắt chuột à? Con chuột ở đâu? Mình để ý nhá, cái hang này chắc chắn là con chuột nó nấp ở trong này. Thế nên là mình sẽ tìm cái gì đó cho con chuột này ăn. À đây, có miếng phô mai. Ăn đi, con chuột. Mà cái con mèo cũng ngu cơ. Có mỗi cái việc bắt chuột thôi mà cũng phải dạy. Có mỗi cái việc bắt chuột thôi mà cũng phải dạy. Thế mày sinh ra làm cái gì? Mèo là phải biết bắt chuột, không biết bắt chuột ta không nuôi đâu. Ôi đấy. À, mình hiểu rồi. Cái con chuột này nó cũng tinh ranh. Chắc là nó thấy mặt cái con mèo nó dương ra, thế là nó không thể nào nó ra được. Thế nên mình phải... Đây, mình sẽ dùng cái thùng này mình chạy... Đấy, che mặt đi một phát là ra luôn, ra bắt. Đấy, trời ơi. Thế giờ, rút kinh nghiệm nhá. Tao chỉ dạy có một lần bắt chuột thôi, lần sau mà không bắt được thì nhịn ăn nhá. Đấy, rồi. Tìm kho báu thôi. Ôi giời, chỗ này thì chắc gì đã có kho báu. Hả, cái gì đây? Cái này không đào được, lấy cái xẻng đi vậy. Ui giời ơi, kho báu đây rồi. Trốn ở đâu cho thoát. À, cái xe này đang bị hỏng phanh. Hỏng phanh, mình sẽ dùng tay mình kéo nó về lần sau. Ui, không được. Lấy cái cây chặn vậy. À, lấy tảng đá, ôi tôi chết rồi. Xe, à đây, trời ơi. Eo ơi, cái game này buồn cười thế nhở. Mây nào mây chặn được xe. Quá là buồn cười. Sư tử mẹ đi đâu rồi? À, con sư tử con này là nó đang đuổi hoa bắt bướm, thế là nó bị lạc mất rồi. Mình phải tìm mẹ cho. À, nó ăn được một quả táo này. Nó ăn hai quả táo này. Ui giời, nó ăn nốt ba quả táo. À, nó bị ba quả rơi vào đầu, om đầu rồi, khóc ngoe ngoe. Thế là mẹ nó mới chạy ra. Đấy, mẹ nó đang thử độ bền của cái đầu con sư tử con. Rùa phải thắng cuộc đua này. Con rùa là cái con chậm chạp nhất trên quả đất rồi. Muốn thắng như ở cái tập hôm trước nhá, mình để ý là ở trên mai của nó còn có một cái gì đó như kiểu tên lửa. Và bây giờ mình đặt nó lên. Thế làm sao nhỉ? Đây. Ở đây rồi, từ. Trời ơi, cái con thỏ nó bị trượt vỏ chuối các bạn ạ. Nó bị trượt vỏ chuối, nó không thể nào chạy tiếp được. Ý giời ơi, cảm ơn chuối con khỉ. Nào, giúp cậu ấy với. À, thằng này đang nằm mơ. Thằng này chắc là ban ngày nó chơi kiếm hiệp nhiều quá, đêm nó cũng phải nằm mơ là nó bị tên cướp xiên nó.
Nhìn là biết là Xiên thằng này chỉ được thịt thôi chứ không có tiền đâu. Thằng này ngoài cái béo ra là nó không có cái gì. Trẻ con mà tiền đâu ra mà cướp. Mơ nó phải mơ hợp lý một tí chứ nhỉ. À, mình lấy cái búa đập vào đầu nó để cho nó tỉnh. Lấy báo thức. Dậy đi, không phải mơ nữa. Rồi ôi, mơ cái gì mà tốt cả mồ hôi ra. À, đây là cốc nước lạnh tạt dội vào đầu mày để cho mày tỉnh nha. Ô, tỉnh đi. Ồ, thế nào mà thằng này nó không tỉnh được nhỉ? Thế thằng này nó làm sao lại tỉnh bây giờ? À, mình lấy được cái kiếm của cái thằng này này. Kiếm của... Ui giời ơi, sự qua pháp hòa cắt đứt giấc mơ. Ui giời ơi, hóa ra là cắt đứt giấc mơ. Chọn một điều ước à? Giữa mọc đuôi với lại mọc sừng thì chọn điều gì? Theo các bạn là mình nên chọn mọc đuôi hay là mọc sừng? Mình không bao giờ chọn mọc sừng luôn. Mọc sừng mình không thích bị cắm sừng đâu. Mọc đuôi, mọc đuôi, đang người đàng hoàng tự nhiên mọc cái đuôi làm cái gì mà nhảy xuống nước mà bơi à? Được, thế mình chọn cái gì nhỉ? Ở đây không còn điều ước nào khác à? À đi, à hình như mình để ý cái này nó mờ đi đấy. Đây đây đây, ô đấy, biết ngay mà, từ từ. Giàu có rồi. Làm gì có ai thích là mọc đuôi với chẳng mọc sừng. Đó. Ok, tên này đi chọc lạc đà, hãy cho hắn nếm mùi lợi hại. Nó đi chọc lạc đà. Ôi. Đi chọc lạc đà, nó dám trêu cái thằng này. Con lạc đà làm cái gì để cho thằng này nó sợ bây giờ? À, có đám mưa. Mưa thì thằng này đã có ô. À, thấy chưa, mày sợ chưa? Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã vượt qua 13 bảng. Mình cảm thấy là cái game này dù có update đến đâu thì mình vẫn có thể vượt qua. Bởi vì mình thông minh quá đấy mà. Ok, nếu mà các bạn thích video của mình thì hãy cho mình một like, một comment. Đừng quên là ấn nút đăng ký kênh và ấn nút chuông bên cạnh để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye các bạn.